Nguy cơ ngập úng ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành Nam Bộ trong chiều nay thì vẫn còn. Khi dự báo mưa dông tiếp diễn và có điểm mưa to, thông tin chi tiết sẽ kết thúc 5 phút hôm nay. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Dự báo chiều tối nay ở khu vực Nam Bộ, mây dông sẽ phát triển mạnh và gây mưa diện rộng. Cảnh báo có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông đề phòng với gió giật mạnh, lốc sét, mưa đá. Ngập úng cục bộ có thể lặp lại ở một số khu vực trũng thấp như chiều qua. Vì vậy, quý vị nên chủ động lịch trình, tránh những cung đường dễ ngập. Nếu bắt buộc phải đi qua, hãy chú ý quan sát, tránh những chỗ xuất hiện xoáy nước, có thể là các hố ga mất nắp. Giữ đều ga để xe không bị chết máy.